Xin chào mọi người, ngày hôm nay tụi mình sẽ ăn bánh khọt mọi người. Thì bây giờ mình ra mình hái cái rau thơm này vào này để mình ăn với bánh khọt. Rau này bữa hôm chị Nhung Hà cho mình á, lên thăm chị rồi là chị cho mấy bụi cây rau thơm nhiều lắm. Đây là cái rau húng này, còn bên này là răm này. Nó mọc quá trời luôn, bữa hôm cho có xíu xíu rồi bây giờ nó mọc mà mình ăn mấy đợt rồi đó mọi người. Vậy thì mình sẽ hái cái rau húng lụi mình vào mình ăn với bánh khọt nha mọi người. Mình cắt cái này này để cho nó mọc lên nữa. Ủa, cái này cắt một hồi là nó mọc, khoảng tuần sau là bắt đầu nó mọc quá trời luôn á. Rồi mình pha bột đây rồi nè mọi người. Đó. Bột thì mình pha theo công thức của chị Nhung Hà chỉ cho mình đó. Công thức của chị cho rất là đơn giản mọi người. Bữa hôm mình ăn cắp của công thức của chị này, trong này này mọi người. Mình chụp hình lại này mọi người. Đó, thấy chưa? Mình ghi vào trong tờ giấy luôn. Đó. Đây dành cho những ai mà cần biết cái công thức bánh khọt của chị Nhung Hà này. 200g bột bánh khọt, rồi 1 muỗng cà phê bột nghệ, 1/4 muỗng cà phê muối, 1 cup nước cốt dừa, 1 cup bia và 2 cup nước ấm. Đó, có vậy thôi đó là nó cho ra thành quả như thế này. Rồi bây giờ thì mình sẽ đổ bánh nha mọi người. Xong rồi thì mình sẽ cho tôm và hành lá lên trên nha mọi người. Rồi tiếp tục mình làm thôi. Làm cho khi nào hết thì thôi. Ở đây cái khô này thì mình có 16. Một lần như vậy là có 16 cái bánh lận, làm được 16 lần. Đó. À, cũng gần hết bột rồi này. Còn khoảng một lần nữa thôi. Về bên này này mọi người. Nãy mình làm được một lần, lần thứ hai và còn một lần thứ ba nữa. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Rồi, đây là mâm bánh khọt mọi người. Nguyên một dĩa siêu to khổng lồ so với hai tụi mình luôn. Nãy tụi mình đang nấu á thì chồng mình vào ổng quên bật cái đèn. The light. Nãy mình đang nấu á, ảnh vào ảnh bốc vụng 5 cái rồi mọi người ơi. Ở trên đĩa này là thiếu 5 cái. Cái đĩa này là nó cũng siêu to khổng lồ đối với hai vợ chồng mình rồi. Thì đây là rau sống này. Và đây là nước mắm chua ngọt, mình bào một ít cà rốt vào trong. Rồi bây giờ tụi mình sẽ ăn nha. Mời mọi người cùng ăn với hai vợ chồng mình. Mời mọi người. Ăn bánh gì? Bánh khọt. Hả? Ăn bánh khọt. Ăn bánh khọt. Khọt. Hôm nay. Hôm nay. Và I know bánh khọt. Yeah. Bánh khọt. Ok, ăn thôi. Mời mọi người. You excited? Yeah. Oh yeah. My first time making it. Yeah. Lần đầu mình làm bánh khọt đó mọi người. Và cũng là lần thứ ba mình ăn bánh khọt. Lần đầu tiên ăn là ở Vũng Tàu. Lần thứ hai là chị Nhung Hà nấu cho mình ăn. Và đây là lần thứ ba mình làm. Mời mọi người. I like it. I like it. I think we're gonna be able to eat that easy. Ngon. Ngon mọi người. Làm đơn giản mà ngon nữa chứ. Hồi trước mình đi Vũng Tàu á, đi xuống thăm bà con, cái mình ăn cái quán bánh khọt nổi tiếng ở Vũng Tàu, gọi là cây gì, cây đa, cây xoài hay là cây gì đó, mình không nhớ nữa. Người ta có cái quán, nói chung bạn nào ở Vũng Tàu thì biết đúng không, quán bánh khọt cây gì á, quán nó đông lắm mà nổi tiếng lắm mọi người. Mà ngon, phải đợi một hàng dài vậy đó. Oh, wow. I wonder if they make Bangkok with other types of seafood. Like octopus and scallops. And I love it with scallops. They do. Do they? Mm-hmm. Squid. Mm-hmm. Next time we will make scallop. Ngon tuyệt vời người ơi. Oh yeah. Ngon khác luôn. Oh, she's in a good mood now. Too good. Mm-hmm. Just sing a song. It's too good. This is perfect, babe. Mm-hmm. Fish sauce? Mm-hmm. Really good. You like it? Yeah. Perfect spicy, perfect sweet. Nước chấm chua ngọt mà mình chấm, mình húp luôn mọi người. What did you say? I bet you just say. Thank you. Thank you. You're welcome. Mm-hmm. Mm. Yeah, you're right. The sauce really good. It is, yeah. Awesome. Awesome sauce, as we say. It just made me want to drink it. Like a beer. Like a beer? Hmm? Beer. Oh, well. Yeah, yeah, yeah. Cheer. Oh yeah. Cheer. 1, 2, 3. Yo, hai, ba. Yo, hai, ba. Uống. Chồng mình ăn uống bia đen mọi người. Black, black beer. Sure. Còn mình uống soda. Soda không đường. Wow. Ngon quá. The beer makes it better. Better? It does. Bia đen hiệu này nè. It's a Rogue chocolate stout. Mm. Trời, bia mà có vị chocolate, à quên, sô-cô-la mọi người, chocolate. Chocolate stout. Nó hơi đắng đắng. It's a little bit bitter. Sure. Like dark chocolate. Now taste the Bangkok. Cái bia này á là bia đen mà cái hương vị của nó là hương sô-cô-la mọi người. Thì ông chồng mình là ông thích uống mấy cái loại bia này lắm. Có cái hương vị, có hôm thì bia hương vị cam, cherry, berry, cái kiểu á. Wow, ông mê lắm. À. Để bữa nào đi, bạn nào thích nước bia không? Tìm hiểu về bia không? Để bữa nào vào store chuyên, người ta chuyên bán bia rượu, quay mọi người coi. Bên Mỹ người ta bán những cái loại bia rượu nào, người ta hay uống những cái loại bia rượu nào. À. Còn mình giới khi nào mà mình rảnh á, mình có thời gian mình sẽ đi. Nếu mà nhiều bạn thích thì mình làm video. Chỉ sợ là nhiều người không thích, không có làm, không có coi á thôi. Rồi rảnh thì mình sẽ đi quay mọi người coi. Wow. Did it make it better? Did it? It did. Ăn cái này nó phải có cái gì đó uống kèm. Đàn ông con trai thì uống bia, chiều chiều hè nắng nóng á mọi người, đó. Làm dĩa như này ăn chiều tối no luôn. Xong bữa tối nhẹ nhàng tình cảm. It's really good with beer. It is good with beer. Yeah. I wonder if Vietnamese know. No. Vietnamese men know that, yeah. It's good with beer. They know that. I'm sure. Makes me want more beer. Your first time, you did really good. You'll get better if you keep doing it, but I know you. You like to cook different things all the time. Chồng mình nói á, là lần đầu mình làm bánh này vậy là quá ngon rồi. Nếu mà mình ảnh thích rồi đó, ảnh thích bánh khọt này đó. Bữa hôm đến nhà chị Nhung Hà, ăn ổng khoái lắm. Cái anh nói á, là bây giờ mình cứ thường xuyên làm cái này, làm cái bánh khọt này này. Thì một ngày đẹp trời nào đó tay nghề của mình sẽ lên cao. Nhưng mà anh nói là anh biết là mình là cái đứa là không có thích là lặp lại món ăn trong một khoảng thời gian ngắn đó mọi người. Có nghĩa là ngày này mình ăn món này, ngày mai là mình ăn món khác đó. Sau khoảng một tháng sau mình quay lại mình ăn cái món này chẳng hạn đó, kiểu vậy á. Là anh nói vậy á. Nhưng mà anh khoái rồi đó. Next time I will make for you scallop and squid and octopus. No, yeah. I like scallop better. Okay. Lần sau mình sẽ làm sò điệp mọi người. Thay vì làm thay vì làm tôm mình làm sò điệp ha, cho nó thay đổi. Getting full, babe. Roy mặn ngon. Alright. Or not. Yep. Nguyên dĩa luôn mà. Nãy ổng đói quá, ổng vào bếp ổng ăn vụng. Last one? Or you just... I'll just take up a little break. I'll have more. Rồi đó, mọi người nghe rõ đó. Anh nói là anh no rồi đó. Anh cần nghỉ ngơi. Rồi xí nữa sẽ ăn hết từng đó. Còn cũng còn có mấy cái nữa. No rồi đó. Rồi, ăn thêm hả? Này gọi là cái miệng mình... Cái bụng nó vẫn còn no, nhưng cái miệng thì mình... À quên, cái bụng no rồi nhưng cái miệng vẫn còn muốn ăn. I'm stuffed, but I'm gonna continue. The belly full, but we hungry. Eat, babe. Huh? I've eaten a lot. Mình là mình cũng no rồi đó mọi người. Đây là cái cuối cùng của mình này. Đây trong này cái cuối cùng. Rồi từng đó khi nữa ổng đói ổng để ăn tiếp. Nào rồi. Thank you. No, I'm too full. No, I'm not. For you later. I'm full. Lần đầu làm bánh khọt rất là ngon. Ngon hơn. Nó ngon. Cái này là uống bia xong ở hơi nè. Because you just drink beer. Beer. Mm. A lot of food, I'm full. Mm. Rồi, mình chào tạm biệt mọi người ha. Cảm ơn mọi người đã coi video ngày hôm nay của hai vợ chồng mình, anh Văn Khòn. Hẹn gặp lại mọi người ở video ngày mai. Nếu thích cho mình like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ hai vợ chồng mình nhiều hơn nữa. Bye bye mọi người, chúc mọi người có một ngày mới tốt lành nha. Bye bye. I'll see you guys next time.